Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ. Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2023-2030 nhằm kiểm soát giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em. Kế hoạch đặt mục tiêu bảo đảm 100% huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước, phấn đấu hơn 40% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và hơn 60% vào năm 2030. Phấn đấu giảm dưới 10% số trẻ em tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020. Đặc biệt, 100% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc sử dụng phao cứu sinh vào năm 2025. Theo quy hoạch, sông Cú Đê sẽ là nơi cung cấp nguồn nước sạch cho nhà máy nước Hòa Liên. Đây là nhà máy nước sạch thứ hai cấp nước cho hơn 1 triệu dân thành phố Đà Nẵng. Bảo đảm an toàn rừng đầu nguồn, tránh ô nhiễm nguồn nước sông Cú Đê là công tác quan trọng được chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên và đạt được hiệu quả cao trong thời gian qua. Trước năm 2020, tại những cánh rừng tự nhiên ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang từng nổi lên tình trạng khai thác vàng trái phép, trở thành điểm nóng trong quản lý rừng ở Đà Nẵng và hệ lụy đã gây ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn của sông Cú Đê. Để bảo đảm an toàn nguồn nước, xã Hòa Bắc đã chủ động thành lập các nhóm tổ cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ nguồn nước sông Cú Đê. Các lực lượng chức năng là coi như kiên quyết, coi như thường xuyên tổ chức kiểm tra. Do đó cái tình trạng mà coi như khai thác vàng cũng không còn. Đây là cũng là nguồn nước coi như dẫn về cái sông Cú Đê. Cái chủ thể quan trọng và bảo vệ nguồn nước đó là cái cụm dân cư, để làm sao bà con nắm biết được là cái giá trị và cái giá trị của cái nguồn nước và cái cách khai thác và cái bảo vệ cái nguồn nước. Mới đây, thành phố Đà Nẵng cũng đã có quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho công trình nhà máy nước Hòa Liên là toàn bộ khu vực lòng hồ tương ứng với cao trình đỉnh đập. Với quyết định này, càng có cơ sở để Đà Nẵng thực hiện nghiêm quy định bảo vệ môi trường sông Cú Đê, góp phần giữ vững an ninh nguồn nước theo quy hoạch đến năm 2050 sẽ là nhà máy thứ hai bảo đảm an ninh cấp nước sạch cho người dân thành phố. Tại Gia Lai, cây chanh dây phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng tại địa phương nên cho năng suất cao. Trong điều kiện quỹ đất hạn chế, nhiều vườn cà phê già cỗi năng suất thấp, người dân phá bỏ cà phê, tận dụng tối đa thời gian cải tạo đất để trồng chanh dây. Ở thời điểm hiện tại, khoảng 14.000 đồng một kg, bình quân 1 hectare trồng chanh dây đạt 40 tấn quả, sẽ lãi từ 350 đến 400 triệu đồng. Trong khi cùng diện tích trên trồng cà phê, với giá dao động trên 40.000 đồng, chỉ thu lãi từ 100 đến 20 triệu đồng. Sức hút lợi nhuận từ cây chanh dây đã khiến hộ dân phá bỏ vườn cà phê sau nhiều năm gắn bó hoặc tái canh sớm hơn để dành đất cho chanh dây. Thì cũng trồng được khoảng mười mấy năm rồi, 20 năm rồi, thì thay đổi đi, trồng chanh mỡ. Vừa cải tạo đất là vừa trồng chanh này, vừa trồng thêm cà với cả trồng sầu riêng thêm. Địa bàn huyện là diện tích cà phê già cỗi rất nhiều mà hiện đang triển khai chương trình tái canh cũng khá mạnh. Việc tái canh cà phê là bắt buộc. Và việc người ta sẵn trồng thêm chanh dây vào lô cà phê tái canh là việc hợp lý mà hiện thấy rằng cũng đang khuyến khích. Gia Lai hiện có gần 5.000 hecta chanh dây, lớn nhất cả nước. Địa phương này đang phấn đấu nâng diện tích trồng chanh dây lên 20.000 hecta vào năm 2025. Tuy nhiên, việc nông dân ồ ạt phát triển thị trường trồng chanh dây cũng cần phải lưu ý các khuyến cáo chuyên môn cũng như tham gia vào chuỗi liên kết để tránh tình trạng nhiều diện tích không phù hợp hoặc khó khăn trong khâu tiêu thụ. Sở Y tế Hải Dương vừa công bố danh sách 52 cơ sở y tế tư nhân hành nghề không có giấy phép hoạt động và các nhà thuốc, quầy thuốc hoạt động không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh. Vi phạm của các cơ sở tập trung chủ yếu ở các lỗi nhân sự làm việc không đúng hoặc không đủ như giấy phép khi thay đổi, không báo cáo về Sở Y tế, nhiều bác sĩ tuổi cao, sức khỏe hạn chế. Các cơ sở dịch vụ y tế về nha khoa không được cấp phép khám chữa bệnh nhưng vẫn hoạt động công khai. Một số nhà thuốc quầy thuốc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc ghi chép, sổ sách và việc thực hiện các quy trình thao tác chuẩn thực hành tốt bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn GPP còn hạn chế.
tại địa bàn xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum vừa có trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt trên 30 triệu đồng từ thiện của các mạnh thường quân. Theo đơn trình báo của chị Phạm Thị Nga, trú tại thôn 5 xã Hà Mòn, vào khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 4, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là quản trị viên của một trang mạng xã hội của huyện Đắc Hà và yêu cầu chị đồng ý kết bạn trên ứng dụng Zalo. Sau đó, đối tượng đã tung tin một lãnh đạo huyện Đắc Hà có vận động hỗ trợ cho gia đình 15 triệu đồng để chữa bệnh cho con gái chị Nga và yêu cầu chị cung cấp các thông tin cá nhân gồm thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin ứng dụng thanh toán trực tuyến, thông tin mã giao dịch điện tử để thực hiện chuyển khoản. Do cả tin, chị Nga đã làm theo hướng dẫn. Sau đó, chị phát hiện toàn bộ số tiền hơn 32 triệu đồng trong tài khoản của mình bị chuyển sang ứng dụng mua sắm trực tuyến của người khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Đắc Hà điều tra làm rõ. Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.